Nên cho các bác tham khảo cả chét cả phân tần đều là những dòng xịn cho anh em cùng chơi. Và máy lâm tiếng của PS Audio V900 Plus. Ở đây thì em có dòng chét 750GBL, loại nặng 65 cân một củ. Hàng bích dày siêu khủng. Em còn có đúng 4 đôi chét neo D900S loại thiếu một viên bi này đang thanh lý. Còn có 4 đôi thôi. Anh em nhanh tay thì ok, chốt. Mọi khi thì thanh lý rất nhanh, nhưng mà thanh lý 90 đôi này và đợt hè nên em phải thanh lý 4-5 đợt. Và đây là đôi tép LG450 loại gen xoáy, và cùng với các cái mẫu linh kiện như phân tần và máy lớn tiếng. Thì anh em có những bộ dàn máy karaoke mà bị tiếng tép không được sáng, bát anh không được căng, anh em hay nghe nhạc đấy, cả hát karaoke nữa, thì lắp thêm con máy lân tiếng này vào thì nó sẽ, cái bộ dàn của mình nó sẽ bát đánh căng, tép đánh sáng, nó hát rất là nhẹ. Vì nó là dòng máy có cái chữ lân tiếng thì nó có tác dụng của nó rồi, nó sẽ lân bộ dàn âm thanh của mình nên nó quách đại lên, nó phải khỏe khỏe thêm rất là nhiều và nó đánh rất là căng luôn. BSV900 Plus và có 4 cổng chỉnh này, 2 cổng tổng này, nút ngắn nút dài khi cho qua lân tiếng mới ấn vào nhé. Con này nó sẽ có cổng quang và Bluetooth và USB đầy đủ hết đấy, và có 2 cổng để đánh súp, súp điện và súp hơi. Mà đánh mà không được hay thì anh em nên mua một con nâng tiếng này và đánh, thì nó đánh cực kỳ là sâu tiếng và khỏe. Đây là cổng chuyên cắt súp và để đánh súp điện và súp hơi. Đằng sau của nó súp điện thì mình sẽ qua cái bông sen như này, còn súp hơi mình có cái đường ca lông này đấy. Sản phẩm sẽ đi kèm theo là có cả dây rắc kết nối là ca lông. Anh em chơi với âm ly thì tặng với âm ly. Và 1,3 triệu một con máy đời cao của mưng lân tiếng PSV900 Plus. Đấy, trên thân máy in chìm chữ PS. Còn tiếp đến em xin giới thiệu cho anh em là 3 mẫu phân tần và 3 mẫu check. Đây là phân tần BL1. BL1 này thì chuyên dùng cho các loại loa công suất nhỏ. Ra một bát và một check kèn. Đấy. Anh em mà sử dụng cái dòng phân tần mà công suất nó lớn hơn thì có thể sử dụng mua phân tần là model là 004, chạy 3 chở nhôm. Đấy. Phân tần của BL ra một bát một chiếc 3 chở nhôm. Còn nếu như các bác mà sử dụng cho các bo mạch mà phun đôi, cái hai cái loại phân tần này ta đánh tép 450 thôi. Đấy, còn đâu nếu mà ta đánh các dòng tép 750 phun đôi thì ta đánh bộ một phân tần bô đen là BL1501, chạy 2 đường lâu, có nghĩa là 2 lâu, có nghĩa là 2 đường bát và đường hi đường chép, và chạy 3 chở bằng nhôm, có một con tụ vàng là con tụ chống cháy chép kèn và in là đường vàng. Đây là phân tần của công ty BL và tiếng của nó rất là hay. Đặc điểm của phân tần của BL là tiếng tép nhuyễn, chống hú tốt và ca sáng anh em nhé. Cái dòng phân tần của này của nó là anh em mà có nhu cầu là 950 này. Đấy. Còn mẫu kia thì mẫu nhỏ kia BL1 kia thì 450, còn mẫu này là 750 004 này. Còn đâu chuyển sang mẫu 3 mẫu tép đây này. Đây là đôi chiếc neo và D900S loại thanh lý. Thanh lý thì em bảo thanh lý, phiên bản này bi nó sẽ dão hơn so với các phiên bản cũ. Nó sẽ thiếu mất một viên bi nên bên Tùng Nguyên Audio ép nhà máy phải thanh lý. Cốc của nó cốc nhôm và lõi bên trong bằng kim loại và khe từ có viên đồng. Con tép này là tép rất hay, giá cũ là 3,1 triệu và giờ thanh lý chỉ còn có 2,3 triệu nhá. 2,3 triệu một cặp, được bao ship, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Tép này hay hơn tép BA Thái, khách hàng ở trong miền Nam đã sử dụng và đánh giá trực tiếp khách hàng. Đấy. Riêng tép neo D900S này bán 5 năm ở tại cửa hàng rồi, nên các bác cực kỳ yên tâm luôn. Con này hàng khủng và check của nó rất là hay. Check tàu xịn và check BA Thái cũng có một hai, mỗi cái nó có một cái nhược điểm khác nhau. Đấy, BA thì có thể nó có thương hiệu mạnh, nhưng mà về Trung Quốc và đồ xịn của nó thì các bác yên tâm, nó đánh rất là hay luôn. Nhiều khi mà BA thì nó bán theo kiểu thương hiệu là chính. Có những cái dòng BA hàng cao cấp thì các bác nó động vào nó hơi bị khét một tí, nhưng nhập hàng BA mà bình dân thì bằng làm sao được hàng tàu cao cấp. Còn đây là tép LG1205 nắp nhôm. Con này có cả đầu xoáy rồi, ai mà sử dụng phễu bắt ốc thì có cả loại bắt bằng 4 con ốc bích 7 màu. Đây là tép chính hãng của công ty với giá 750 một đôi.
Còn tiếp đến là đôi tép JBL đây, thì anh em lưu ý cho em cái đôi tép JBL này là nó là hàng cốc nhựa này, cốc nhựa hay cốc nhôm thì đừng quan trọng lắm, vì cái cốc này quan trọng đến nhất là cái bộ bích từ và cái côn của nó, côn con này côn dẹt. Và đôi tép này em ship cho bác khách, bác ấy tuần trước bác ấy lấy một đôi tép và một đôi phễu của em rồi, và về cảm nhận đôi tép này nó đánh rất tay và sáng tép, bác ấy hôm nay lại ủng hộ đôi nữa. Thì các bác lưu ý cái tép này nó có hai cái chạm, nó sẽ quay vào với nhau như này. Anh em lưu ý khi bị cháy côn cứ điện cho Tùng Nguyễn, Tùng Nguyễn gửi côn về cho. Đấy, nhà em bán hàng thì chế độ bảo hành rất là tốt, khi các bác bị cháy em có côn để gửi về cho tất cả các bác thay. Nó nặng 5 cân một củ nhé, bình thường các dòng khác thì 3 cân 8 cho đến 4 cân thôi, còn loại này loại khủng. Và anh em cùng chơi loại này với giá 1,6 triệu JBL loại công nghệ nặng 5 cân một củ. Hôm nay em có mấy mẫu để cho anh em nâng cấp các bộ dàn âm thanh. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng Tùng Nguyễn Audio để đặt hàng các bác nhé.